Hello, xin chào anh em nha. Trong video này thì mình sẽ review cho anh em một cái bộ tua vít đóng đến từ thương hiệu TTB, một cái sản phẩm chất lượng rất là cao nhưng giá thành thì rất là phù hợp cho những anh em nào cần một cái sản phẩm chất lượng đến từ Đài Loan nhưng mà giá thành thì vô cùng cạnh tranh luôn nha anh em ạ. Vít đóng dạng này trên thị trường thì anh em biết có rất là nhiều cái thương hiệu đang có, như là Cmax nè, hay là Crossman, hay là của thương hiệu King Blue cũng có. Nhưng bây giờ anh em hãy cùng nhau xem cái sản phẩm của TTB nó xịn như thế nào. Và với mức giá chỉ hơn 500 ngàn một chút xíu thôi, thật sự là ai cũng có thể mua được. Nên là anh em đánh giá xem là cái sản phẩm này có đáng tiền để anh em mua hay không nha. Rồi, đây là sản phẩm của chúng ta. Đó, đẹp ghê chưa? Đó, thì cái sản phẩm này anh em nhìn nè, thứ nhất là đựng trong một cái hộp rất là đẹp ha. Độ hoàn thiện rất là cao, hộp bằng kim loại nha. Phía bên trong anh em thấy nó sẽ có cho mình là một cái khuôn để nó để cho mình những cái đầu vít. Thì đi kèm trong bộ này nó sẽ có cho anh em là một cái đầu BH2, một cái đầu BH3, một đầu trừ trừ 6 và trừ 6.5. Cái này chắc phải để trừ 8 á. Và cũng như vậy là cộng BH1 cộng BH2 trừ cái này là trừ mấy đây. Để coi cho nó chắc nè. Nó tính theo in mà mình nhìn thì nó là sẽ là trừ 6 đó, còn này là trừ khoảng trừ 8. Xin lỗi anh em, là hai cái đầu này là BH1 và BH2 nha, không có BH3. Rồi, thì cái dòng này chất liệu thép của nó là thép S2. Thép S2 á, thì trong phân loại thép thì thép S2 thì sẽ cứng hơn S3, cũng cứng hơn thép S4, cũng cứng hơn thép S5 nha anh em. Đó, nhiều khi mình tưởng thấy cái số đó nhỏ mà mình nghĩ đó là nó mềm, không phải, nó số nó nhỏ là nó cứng hơn. Rồi, thì đây là cái tay cầm của cái dụng cụ đóng này. Đây là cái tay cầm có cái chất lượng mà mình thấy dữ nhất luôn á. Nói về cái độ hầm hố thì không thằng nào vượt qua thằng này luôn. Trời ơi, nó hầm hố nè. Ở trên này nó sẽ có cho em cái phần gai để khi anh em cầm vô nó không có bị trơn. Logo nổi TTB, phần này đóng là bao sướng luôn. Con này nó sẽ xài chuẩn là 1/2 inch. Đó, anh em có thể gắn những cái đầu khẩu. Và khi anh em xài với những vít này thì sẽ có cho anh em thêm một cái đầu. Đây là cái đầu chuyển. Cái đầu chuyển này sẽ chuyển từ cái 1/2 này sang cái đầu 8 ly. Lưu ý anh em nó sử dụng những cái dòng vít 8 ly nha. Đây. Đó. Thì khi anh em muốn xài vít đóng thì anh em chỉ cần lấy cái cây vít này ra. Chẳng hạn anh em muốn đóng dài, em chọc vô. Rồi, đóng xoay bên trái hay xoay bên phải thì ở đây nó sẽ có cho anh em cái chiều. Anh em dùng cái này anh em đẩy vô anh em xoay nè. Khi anh em xoay cái mũi tên này nó ở bên chữ L thì đó là left, là đóng qua trái. Khi anh em xoay qua bên chữ R thì là right, là đóng qua phải. Rất là đơn giản. Thì chúng ta để cái cây như thế này, đóng một cái kịch thì cái đầu vít bên đây nó sẽ xoay. Và khi nó xoay nó sẽ vừa tạo cái lực ấn và cái lực xoay nó mở con vít của mình ra. Trong trường hợp mà anh em muốn dùng nó để vặn như một cái vít bình thường thì nó cũng có thể vặn. Nhưng mà do cái cán nó nặng quá mình vặn nó sẽ không có cảm giác sướng. Tại vì nó nặng là nó sẽ tì vô. Đó, mình sẽ hơi khó khăn. Là cái vít này chủ yếu là khi mình đóng ra, khi nó đã mở ra rồi thì chúng ta tiếp tục dùng một cây vít khác hoặc là chúng ta dùng cái máy chúng ta mở nó ra. Đó. Thì tại sao khi chúng ta phải mua tua vít đóng thì trong một số trường hợp con vít mình nó bị sét cứng quá đi thì anh em không thể nào mở được bình thường, thì chúng ta phải dùng cái bộ tua vít này để chúng ta đóng nó ra. Mà trường hợp mà mình đóng mà nó cũng không ra luôn nữa thì nó sẽ đến trường hợp nó bị tòe đầu. Thì khi nó bị tòe đầu như vậy thì mình sẽ sử dụng cái cách khác, là mình sử dụng khoan và mình ta rô ngược. Thì đó là cái cách gọi là trường hợp cuối cùng. Trước khi đó thì anh em có thể xịt bằng những cái dung dịch nhã rỉ sét, chẳng hạn như là Resco 50 hoặc là WD40, hoặc là anh em có thể sử dụng thương hiệu của World, hoặc là BX2 của Otex, hoặc là anh em có thể sử dụng của thương hiệu 3T cũng được. Thì khi anh em xịt vô nó sẽ nhã rỉ sét, và khi nó nhã rỉ sét đó thì nó sẽ mở ra dễ hơn. Thì cái cách là anh em xịt vô sau anh em lấy búa gõ, thì khi mà mình gõ như vậy nó sẽ tạo chấn động và nó sẽ giúp cho con vít mình nó dễ mở hơn. Và sau đó nếu mà mình đóng bình thường, mình mở bình thường không ra thì anh em mới sử dụng thêm cái hộp vít này. Và với giá là chưa tới 600 ngàn mà anh em đã sở hữu được một cái bộ tua vít đóng chất lượng như thế này thì anh em thấy nó là sao? Sản phẩm này thì đang có sẵn tại Solar 1 nha. Anh em muốn mua hàng thì lên website của solar1.vn, anh em gõ là tua vít đóng TTB thì nó sẽ ra. Hoặc là anh em đến 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý anh em là sản phẩm này thì không phải lúc nào mình cũng có sẵn đâu nha. Tại vì đây là một cái sản phẩm chất lượng và lâu lâu thì mình mới nhập về một lần, để đó thì anh em nào có duyên gặp thì anh em mua thôi. Rồi, anh em thấy thế nào hãy comment bên dưới nha. Mình thì thấy rất là thích luôn á. Giá rất là tốt cho cái nhu cầu sử dụng của đại đa số anh em luôn. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp.